Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank, thành lập năm 2008, tự hào thừa hưởng sức mạnh công nghệ từ tập đoàn FPT cùng kinh nghiệm thị trường từ các cổ đông sáng lập. Tháng 4 năm 2012, tập đoàn Doji trở thành cổ đông chiến lược của TPBank, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cơ cấu thành công của ngân hàng. Với tuyên ngôn thương hiệu "Vì chúng tôi hiểu bạn", TPBank coi sự thấu hiểu khách hàng là nền tảng phát triển và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với định hướng ngân hàng số, TPBank luôn đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ fintech để mang lại những trải nghiệm mới mẻ trong dịch vụ tài chính, ngân hàng đến khách hàng. Vừa qua, TPBank đã cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm đột phá như Savi, QuickPay, ePIN, ứng dụng trí tuệ nhân tạo chatbot Tayo, triển khai rộng rãi hệ thống các điểm giao dịch tự động 24/7 TPBank Live Bank. Các phiên bản TPBank eBank dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp không ngừng được phát triển, cập nhật thêm những tính năng mới, tiện ích và bảo mật cao. Với sự nỗ lực không ngừng, TPBank đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng tài chính thế giới với việc IFC và quỹ PYN trở thành cổ đông chính thức, được Moody's xếp hạng tín dụng B2, thứ hạng cao trong các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam. Từng nằm trong top những ngân hàng phải tái cơ cấu, TPBank đã có một bước tự chuyển mình mạnh mẽ với kết quả kinh doanh ấn tượng, trở thành trường hợp điển hình về tự tái cơ cấu thành công. Đến cuối năm 2017, tổng tài sản vượt 124.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.206 tỷ đồng, số lượng khách hàng đạt gần 2 triệu, tiền gửi huy động và dư nợ luôn ở mức cao. Số lượng nhân sự tăng từ 700 người tháng 6 năm 2012 lên 4.848 người, hệ thống các điểm giao dịch được mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc. Đạt được những thành tựu nói trên là do TPBank có định hướng về quản trị đúng đắn. TPBank là một trong những ngân hàng tích cực nhất thực hiện lộ trình Bay the Chu của ngân hàng nhà nước. Với sự tham gia của IFC, mô hình quản trị rủi ro của TPBank được tiếp cận tốt hơn với chuẩn mực quốc tế. Công tác quản trị và giám sát các khoản vay đã giúp ngân hàng giảm thiểu đáng kể tỷ lệ nợ xấu qua từng năm. Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ nợ xấu của TPBank là 1,08%. Bên cạnh đó, ngân hàng còn quản trị hoạt động hiệu quả. TPBank đã không ngừng thúc đẩy việc gia tăng năng suất lao động ở cả khối kinh doanh và các đơn vị hỗ trợ, cũng như chú trọng việc tối ưu hóa tỷ lệ chi phí trên thu nhập. Lấy số hóa và các sản phẩm mũi nhọn làm nền tảng, tiếp tục hành trình không ngừng thấu hiểu khách hàng để đem đến các sản phẩm dịch vụ phù hợp và tiện ích nhất. Cây phát triển vững bền là nhờ vào gốc rễ vững chắc và sinh trưởng trong một khu rừng tươi tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc mà TPBank đang có và trên hết là cam kết xây dựng TPBank trở thành ngân hàng minh bạch vững mạnh sẽ giúp TPBank không ngừng vươn cao, lớn mạnh, đồng hành cùng nhiều hơn những thành công của khách hàng, đối tác và cổ đông. TPBank, vì chúng tôi hiểu bạn.